Pháp môn tứ niệm xứ. Pháp môn tứ niệm xứ nó còn gọi là pháp môn tuệ quán hay là minh sắc tuệ. Tuệ quán, minh sắc tuệ, tứ niệm xứ gọi là pháp môn thiền quán. Tứ niệm xứ rồi thiền quán, minh sắc tuệ, tuệ quán, thiền và cuối cùng là kinh tứ niệm xứ. Đây là những cái câu chữ mà tất cả chúng ta đều nghe thường lắm, nghe thường, và thậm chí ở trong đây có những người đang là hành giả, đã là hành giả và muốn trở thành một hành giả, bởi vì nghe đồn đó là cái pháp môn là duy nhất dẫn đến con đường giải thoát, dẫn đến cứu cánh giải thoát. Và nói như vậy có nghĩa là bà con đương nhiên đã tiếp xúc với nhiều sư phụ, với nhiều giảng sư, với nhiều tài liệu giải thích, trình bày, diễn giải cái pháp môn tuệ quán thông qua ba cái nguồn. Nguồn một là chánh kinh tứ niệm xứ ở trong trường bộ và trung bộ kinh của Tam Tạng Pali. Nguồn hai đó là thông qua các vị thiền sư mà mình trực tiếp học hỏi, lắng nghe, tu tập dưới cái sự hành, dưới cái sự là hướng dẫn của các vị. Nguồn một là chánh kinh, nguồn hai là các thiền sư, và nguồn ba là các cái sách, sách thiền, sách thiền. Thì nguồn một ấy là chánh kinh, là dạy của Đức Phật, là dạy nguyên thủy ấy, là dạy nguyên thủy của Đức Phật. Và đương nhiên là nói tới chánh kinh là mình phải nhắc đến một cái ngoặc đơn, đó là chánh kinh ấy là phải được đọc kèm với chánh sớ, tức là phần chú giải của các vị A-la-hán. Đó là phần nguồn một. Nguồn hai đó là các cái vị thiền sư, những vị họ cũng tu tập, thể nghiệm thân chứng, có chứng đắc hay không mình không biết, nhưng mà họ có thể nghiệm và có thân chứng, họ có trải nghiệm cái pháp môn đó qua chính cái bản thân họ. Và đặc biệt là tại Miến Điện ấy thì mình muốn đứng ra mình dạy ấy là mình phải có được cái giấy xác nhận của ban tôn giáo chính phủ. Có nghĩa là một cách kín đáo là thông qua cái sự xác chứng của các vị cao tăng uyên thâm kinh điển, chứ không phải là một hai đồng chí cán bộ ở trong ban tôn giáo là cấp cho mình cái giấy hành nghề, là không phải, đó không phải. Mình biết điện khó, cái giấy xác nhận đó nó cho mình một cái tước hiệu, một cái chức danh là Kambhatthana Chariya, có nghĩa là cái người mà hướng dẫn người khác tu tập, tu tập về thiền định. Kambhatthana là cái từ nghĩa từ gốc của nó nghĩa là đề mục, hoặc là công án, nhưng mà cái nghĩa phổ thông đó, có nghĩa là thiền chỉ, thiền quán nói chung. À, không. Nguồn ba có là tất cả các cái tư liệu bàn soạn về cái pháp môn tuệ quán của những vị chưa hẳn là thiền sư, chưa hẳn là hành giả, mà chỉ là những học giả, những nhà nghiên cứu thôi. Nhớ nha. Và tôi chốt lại thì dầu là mình tìm hiểu pháp môn tứ niệm xứ thông qua chánh tạng ấy, qua tạng Pali ấy, qua chánh kinh Pali ấy, thì cũng phải đọc chánh sớ. Và cái này mới quan trọng, cái nền tảng tâm thức, nền tảng nhận thức, nền tảng kiến thức của mỗi người vốn dĩ không giống nhau, cho nên tuy ở nguồn một là chúng ta đã có những dị biệt rồi, nói gì là ở nguồn hai. Nguồn hai là có những vị qua bên Miến Điện ấy tu tập với thiền sư của truyền thống này, của dòng thiền kia, thiền phái nọ, phải không? Upandita, Pa Ao, Tapawa, rồi Mô Cốc, rồi Xuân Luân, rồi Thiên Ngu, phải không? Rồi Upakin, rồi Lady, rồi nhiều lắm. Đó là tại Miến Điện ấy.
Còn Thái thì mình thấy có Mahasi, có Achanet, có Achancha, có Puttathat à, tại Thái đó. Rồi chưa kể Thammakai nữa. Thammakai. Còn Việt Nam mình thì mình thấy đó, rồi mình còn thấy nhiều hòa thượng Kim Triệu, rồi hòa thượng Trúc Lâm, hòa thượng Thanh Từ ấy, rồi hòa thượng Làng Mai, hòa thượng Nhất Hạnh, ví dụ như vậy. Và nhớ cái này, chân lý chỉ có một, nhưng mà cái tương tự chân lý thì nó có một số, vô số, phải không? Ở đây mình không nói chuyện chánh tà đúng sai, mà cái chuyện quan trọng ở đây là chúng ta tận lực, tận lực chọn lấy cái giải thích nào, cái kiến giải nào mà mình thấy là tốt nhất. Và chúng ta cũng biết rằng có hai cách để tìm đến với chân lý. Cách một là hiểu vấn đề như nó là, và cách hai là hiểu vấn đề như mình muốn. Thì cẩn thận cái này nha. Nhiều khi mình dựa trên cái nền tảng của mình biết một mớ về Osho, về Krishnamurti, về Harry Miller, về kinh dịch, thấy không? Rồi triết Đông, triết Tây nói chung. Trên cái nền tảng đó đó mà mình tìm đến với kinh Phật là mình phải cẩn thận. Lão Tử, Trang Tử, Dương Tử, Liệt Tử, thấy không? Trên cái nền mà triết Tàu ấy, trên cái nền triết Tây ấy, trên cái nền Phật giáo Bắc truyền ấy, mà Phật giáo Bắc truyền có Phật giáo Tịnh Độ, có Phật giáo Mật Tông này, nhớ không? Trên tất cả những cái nền đó cộng với kiến thức, cái văn hóa trường lớp của mình đấy, nó mới ra một cái nền mà coi như là dị biệt nhau. Cái nền tu tạm gọi thôi, nền A1, A2, X1, X2, không đó. Rồi X15, X16, tức là vô số, chứ không phải là 1, 2, 3, 4 đâu. Trong cái nhóm mà nhóm A đó, nó có A1, A2, A5, A8. Cái nhóm A, ví dụ như mình đi từ cái Làng Mai ra đi, Làng Mai là A đó, nhưng mà có cái A1, A2 đấy. Rồi cái dòng thiền Trúc Lâm của Việt Nam mình đó là B, nhưng mà nó là cũng có B1, B2, B3, B4, chứ không phải là chỉ có B không, đúng không? Rồi Thái cũng vậy, rồi Miến Điện cũng vậy đó, cứ là C, F, N, mà cái N, N1, N2 đó. Cho nên chốt lại đấy là phải cẩn thận, cẩn thận cái phần nghe, mình phải có điểm tựa, chứ không phải mình cái đầu phàm phu của mình, cái đầu tép ruộng của mình, làm sao mà mình dựa vào cái gì để mà mình phân định, mình xác tính được đây. Thôi thì nó dựa trong kinh, thì Phật dạy ấy, cái pháp môn nào mà nó không có chống trái, nó không có mâu thuẫn với toàn bộ cái tinh thần, cái tư tưởng, cái đường hướng của kinh điển, của phần kinh điển còn lại đó, thì gọi là tương ứng với kinh mà tương đồng với luật ấy. Cái này trong 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 kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ có nói cái đó. Thì mình muốn muốn chấp nhận hay là muốn bác bỏ cái gì thì mình cũng phải đem đối chiếu coi nó có tương ứng với kinh, nó có tương đồng với luật hay không. Thí dụ mình hiểu cái kinh Tứ Niệm Xứ thì cái kiến giải của sư phụ trao cho mình ấy, mình coi coi nó có chổi lại cái tinh thần của kinh, của luật của A Di Đà hay không, đó là một chuyện. Đó là kinh Đại Bát Niết Bàn. Rồi cái về kinh thứ hai là kinh Gotami, thì Đức Phật ngài dạy rằng để xác định cái lời nào có đúng là lời Phật hay không, mà khi ngài không còn nữa đó, thì chúng ta chỉ có dựa vào những cái tiêu chí tiêu chuẩn sau đây. Cái lời dạy nào mà mình càng hành trì ấy, thì mình càng ly tham thiểu dục, buông bỏ, không buông bỏ từ vật chất cho đến những thành tựu tâm linh. Buông bỏ này có nghĩa là nó hay bằng trời thì dĩ nhận biết rằng nó là nó, hôm nay hơn hôm qua, nó màu xanh thì có nghĩa là nó không giống màu tím, mà nó màu tím thì nó không phải là màu vàng, mình chỉ biết vậy thôi. Chứ còn mà dừng lại gọi là ghi chặt ôm siết, chết đứng với cái thành tựu mà mình vừa có được là sai. Phải có khả năng buông. Mình thấy con khỉ nó chuyền cây á, nó muốn lên cái nhánh khác thì nó phải bỏ nhánh cũ, không chỉ còn nó nắm thường thường nhánh cũ thì nó mới được, không thì mình muốn lên lầu, mình muốn lên lầu 3 thì mình phải có cái gan mình từ bỏ cái lầu 1 và lầu 2. Chứ còn mình bị cám dỗ bởi tầng 1, tầng 2 và tầng trệt thì làm sao mình lên tới tầng 3, đúng không? Cho nên cái những cái điều kiện, những cái tiêu chuẩn mà để tu học, cái chuyện đầu tiên là cái đường hướng mình đi phải là đường hướng nó dạy mình buông bỏ, không có ôm chặt gì xiết.
cái pháp môn nào mà mình theo á, mình càng lúc mình càng trở nên dễ nuôi, có nghĩa là dễ dàng, là tùy duyên, dễ dàng thích nghi với điều kiện, với điều kiện và hoàn cảnh, không không có có những cái đòi hỏi lắt léo khó khăn, càng tu càng trở nên dễ sống dễ nuôi, khả năng thích nghi càng cao, không mình cứ luôn luôn nhớ tiện nghi không bằng thích nghi. Đây, nhớ không? Cái thứ ba là cái pháp môn nào mình càng theo mình càng trở nên tinh tấn, không có buông xuôi bỏ cuộc. Chứ còn mình lựa cái pháp môn nào nghe nó dễ, đi tắt đi nhanh là thôi chết, chết là cái chắc. Cái vấn đề mới là tắt, vấn đề mới là nhanh, mà cái con đường đó nó có dẫn tới cái chỗ mình muốn hay không, cái đó mới quan trọng. Chứ còn chuyện đi đường này, đi đi đường này nhanh này, đi đường này hoa lá ong bướm đẹp này, đi đường này có quán xá tiệm tùng để ghé này, đó là chưa chắc. Cái vấn đề mới là cái con đường đó nó là con đường mình thích, mà đó là con đường đúng, dầu không thích cũng phải chấp nhận. Đó không? Ừ. Cho nên là càng tu mà càng trở nên dễ nuôi, càng tu càng có khả năng thích nghi với hoàn cảnh điều kiện mà hiện có đó, đó là đúng. Rồi càng tu mà càng là thích một mình, chán sợ đám đông, không đó là đúng. Càng tu mà là càng an lạc, chứ còn tu kiểu gì mà càng tu mà bản thân thì bị đốt 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 nóng, rồi gia đình bị đốt nóng, tu kiểu gì mà càng đi chùa càng thì gia đình càng xào xào càng rối rắm, làm được càng tu phải càng an lạc mình và an lạc người. Và cuối cùng đó là cái pháp môn nào càng đi theo là cái trí huệ nó càng sáng ra, à nó càng sáng ra, nó càng thấy ra được nhiều điều. Chứ còn mà đi theo một cái pháp môn mà bịt kín, một cái pháp môn mà tâm tâm mù mù, một pháp môn mà chính mình cũng không rõ lắm là không được. Một cái môn phải minh bạch, phải đương hoàng lỗi lạc, rõ ràng, trong sáng, không có khuất lấp mờ ám. Đấy, cái là một pháp môn mà được thực hành trong cái sự gọi là thấu suốt, càng tu phải còn càng có trí huệ thì pháp môn nó phải một đúng. Càng tu càng có trí, càng tu càng tinh tấn, càng tu càng buông bỏ, càng tu càng chán sợ đám đông, càng tu càng thích có khả năng thích nghi. Đấy, càng tu càng ghét đám đông. Đấy, phải ghét mà càng thích ở một mình thì đúng hơn. Bây giờ nói chỉ ghét, bà con trong rung nhiều người không chịu, nói tu mà ghét đời này mới ghét, nhưng mà thích ở mình hơn. Ừ. Muốn ở mình hơn, phải không? Rồi thì tôi đánh một vòng, tôi không có đụng gì tới bài kinh tín niệm xứ hết, đánh một vòng để cho tôi xác định với bà con một chuyện là ngay cả chánh kinh ấy mà còn phải có trăm ngàn cách hiểu, tùy thuộc vào cái nền tảng nhận thức của mình, thì nói gì là các thiền sư, nói gì là các tài liệu tham khảo, luôn luôn và luôn luôn hễ phàm phu mà thò tay vô một cái học thuyết, một đường lối, một cái kiến giải nào thì lúc nào mình cũng dễ, rất dễ gắn vào đó cái mà tôi gọi là dấu ấn cá nhân. Không, cẩn thận cái này. Có một tứ niệm xứ mà thông qua cái nhãn quan, cái kiến giải của ngài Phật ấy thì không giống ngài Mahasi lắm, mà ngài Mahasi đó thì đem so với đường hướng của Ubakin thì chắc chắn là không phải là một. Bởi vì nếu là một thì tại sao nó không dồn lên thành một lên cho mắt chứng gì mà bây giờ có cái dòng thiền Ginh Ka, vì Ginh Ka là điện tử của Ubakin đây, cho nên đừng có nói mà giống nhau mà không có giống đâu. Nếu mà giống thì nó thành khối rồi, nó không có cái tên của một cái thiền phái riêng đâu. Không có chắc chắn là có điểm khác. Đấy, và có một chuyện mà các vị không có biết, đó là tại Miến Điện bây giờ này, hiện giờ hiện nay nó có một cái sự chia rẽ và phân biệt rất rõ, rất sâu đậm, sắc nét. Đây, một sự chia rẽ giữa các thiền phái. Thí dụ như cái dòng Upanita là không có khoái dòng Pao. Đấy. Mà dòng Pao thì họ không có khoái cái dòng Sumin. Đấy. Mà dòng Sumin đó thì họ không có mặn mà lắm như cái dòng Mô Cốc. Đấy, nhớ không? Nhớ không? Cho nên khi mình đặt chân qua Miến Điện đó, là chuyện đầu tiên đó, là dòng thiền nào mình cũng nên có dịp dành thời gian để mà tham khảo, nhưng đừng bao giờ dạy dột mà khoe mẽ cho mình, cho người ta là mình tu cái dòng nào đó, là cái chuyện rất là không nên nha, rất là không nên. Tự nhiên qua nổ nổ mình Việt Nam mình ai cũng thuốc nổ, muốn cho người ta nể mình cái tự nhiên xì ra nói tôi là đệ tử của dòng nào là chết bậy, cái đó mới nên. Không, mình chỉ thiết tha cầu đạo thôi, không chứ còn đừng có mà đi cho người ta biết mình là cái dòng nào chúng nó ghét. Tôi có mấy người quen bên Mỹ có cái thói quen là treo tượng Phật ở ngoài xe đó. Tôi khuyên nó không, không nên.
bởi vì có nhiều cái thằng Mỹ đen quá khích ấy. Nó theo Chúa hoặc là nó không có theo đạo, rồi nó uống ba mớ rồi nó đi ngang cái xe mình, nó thấy mình đeo hình Phật này nọ, rồi nó thấy mình xác định cái quan điểm lập trường chính sách chủ trương nữa, ghét này. Rồi không có gì lái đá nạn là cũng phiền lắm không? Mà tại sao mình phải cho người ta biết mình thuộc cái trường phái nào làm chi? Ừ, nhớ không? Rồi bây giờ tôi trở lại cái chánh kinh tứ niệm xứ nè. Có nhiều người họ rất là khó chịu khi mà họ đọc cái câu kinh thế này, là tứ niệm xứ đó là cái con đường duy nhất, pháp môn duy nhất dẫn đến giải thoát, thanh tịnh hóa chúng sinh, thanh lọc cái phiền não của chúng sinh. Họ không chịu bởi vì bản thân họ thì lơ tơ mơ về giáo lý, lơ tơ mơ về pháp môn niệm xứ. Họ đang theo đuổi một cái kiểu tu mà coi như nửa thầy nửa thợ, không nửa chim nửa chuột, phải không? Rồi bây giờ họ nghe nói pháp môn tứ niệm xứ là con đường duy nhất, rồi họ bị sốc. Họ nói ủa, nếu mà cái đó là duy nhất vậy cái con đường tôi đi thì đó giờ là cái gì? Không, tôi nói thẳng luôn, ví dụ bây giờ có những con đường rõ ràng luôn á, chứ không phải lơ mơ, rõ ràng đó. Ví dụ như mình lấy con đường thiền của bên Trúc Lâm là gần như là không nhắc về tứ niệm xứ hết, trừ ra cái lúc đà dư tủ hậu thôi, chứ con đường của Trúc Lâm là con đường tri vọng, là mình thấy không có, nó không có cái mùi tứ niệm xứ mà y chang chánh kinh là không có. Không, rồi mình thấy pháp môn Làng Mai, lúc mà ôn Làng Mai gần tịch thì ôn có nhắc. Không, rồi những cái pháp môn như Tịnh Độ hay là Mật Tông là mình thấy là như là không có nhắc về tứ niệm xứ hết. Mà bây giờ đó giờ mình theo Tịnh Độ, mình theo Mật Tông trì chú, rồi đó giờ mình theo ôn Làng Mai, ôn Trúc Lâm, bây giờ tự nhiên mình nghe cho mình bị sốc. Thôi thì sáng nay chúng ta thử ngồi nói chuyện nhau tí ti để tìm một cái lối về mà có thể nhìn thấy tất cả những gương mặt của nhau, tìm ra một cái mẫu số chung, tìm ra một cái tiếng nói chung để anh em con Phật có thể ngồi lại một cách vui vẻ. Đó là tại sao pháp môn tứ niệm xứ là con đường duy nhất. Không phải là cái bài kinh đó, là ngoài bài kinh đó ra là cái gì cũng sai, không phải. Mà duy nhất đây là cái gì mình phải hiểu. Mình luân hồi là cái gì? Cái này phải học giáo lý à. Mình luân hồi là sao? Là trong vô số kiếp, mình không có kiểm soát được cái sáu căn. Con mắt luôn luôn tìm cái để nó nhìn. Tai, mũi, lưỡi nó luôn luôn tìm cái để nó nghe, nó ngửi, nó nếm. Không, nó luôn luôn. Và tùy thuộc vào cái gọi là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, mà sáu căn của mỗi người hướng đến cái sáu trần khác nhau. Mà dầu cho nó khác nhau nhưng mà tự chung lại đó, hãy còn đam mê trong sáu trần, có nghĩa là mình tiếp tục đầu tư cho sáu căn đời sau, nghĩa là tiếp tục đẻ ra đời sau có sáu căn để tiếp tục thưởng thưởng thức và hưởng thụ, hoặc là chịu đựng sáu trần khác. Mà sáu trần cái như tôi vừa nói đó là tùy thuộc vào cái duyên nghiệp, mình làm chó làm heo thì mình có thực phẩm riêng, mình có cái chỗ để mình đam mê và có chỗ để mình bất mãn riêng. Này, như tôi thường nói, con sư tử mà mình buổi sáng sớm mà mình bưng tới cho nó một cái mâm là cà phê rồi sữa rồi da ua rồi có bánh mì nướng rồi có thịt nguội rồi có tùm lum bánh bưng, rồi dao nĩa để trước mặt nó, mình coi nó thích cái gì. Hả? Nó thích cái người bưng chứ nó không thích cái mâm đó. Nó thích cái người bưng này, nhớ không? Thích người bưng. Còn mình thì sao? Mình thì có trường hợp mình thích người bưng hơn, có. Rồi có trường hợp thì mình thích cái mâm hơn. Còn sư tử thì nó chỉ có một trường hợp thôi, là nó thích cái người bưng thôi, cái người bưng cái mâm đó thôi. Mình thấy chưa? Mình thấy con bò đó thì sao? Con bò lại khác nữa. Con bò nó không thích cái nào hết, nó không thích cái người bưng mà nó cũng không thích cái mâm đó, mà nó chỉ thích cái đám cỏ dưới chân của nó. Thấy chưa? Nhớ không? Cái này quan trọng lắm. Thì pháp môn tứ niệm xứ là cái gì? Pháp môn tứ niệm xứ là đề nghị mình sống ở trong cái kiểm soát đối với sáu căn khi mà nó tiếp xúc với sáu trần, chỉ vậy thôi. Đấy, chỉ vậy thôi. Ở đó giờ mình luân hồi là bởi vì mình sáu căn nó làm việc với sáu trần mà không có kiểm soát, nó thích tùm lum. Mà hãy nó thích tùm lum thì sao ta? Nó sẽ ghét cái ngược lại. Thế là có thích và có ghét. Đấy, mà thích không được cũng là khổ, được rồi giữ không được cũng khổ. Mà hãy thích nó lại đẻ ra ghét. Ghét là sao? Ghét có nghĩa là mình muốn chạy trốn cái gì đó. Đấy, mà trốn không được cũng khổ. À, trốn không được cũng khổ, mà thích không được cũng khổ, mà mình ghét mình trốn không được cũng khổ. Như vậy thì cả thích và ghét nó đều là nguồn khổ.
kể từ bây giờ mình không có tiếp tục thích và ghét nữa, mà nhìn nó như là nó ăn, chỉ đơn giản là ăn. Có một cái thích nào mà nó nảy sinh lúc đó, mình chỉ biết rằng cái này do tiền nghiệp mà mình thích cái này thôi, chứ còn ở đây chỉ có lưỡi làm việc, chỉ có cái lưỡi làm việc thôi chứ không có cái gì ở đây hết, chỉ có cái lưỡi và có món ăn này, món ăn đang làm, cái lưỡi đó đang làm việc với cái món ăn thức uống, chứ ở đây không có cái gì để thích, do tiền nghiệp mà đó. Nhưng mà bài đặt mà thích cái này thích cái kia, thật ra cái này là do tiền nghiệp nãy tôi nói đó, vì mình là con người cho nên mình phải thích món ăn của con người, chỉ vậy thôi này. Chứ còn mà bản thân cái ăn đó là nó cái món ăn đó là cái nó có vị, cái ngon nó phải là những giá trị tuyệt đối, nhưng mà cái hằng số bất biến không phải, mà nó là một cái gì đó, nó chỉ cái ngon cái dở, nó chỉ có một cái giá trị rất là ước lệ, một cái giá trị mặc định thôi. Hiểu được cái này rất là quan trọng, phải không? Như vậy tí nữa mình sẽ dạy mình cái gì, dạy mình hai chuyện: sống với niệm và sống với tuệ. Sống với niệm là nhận rõ mình đang hoạt động như thế nào, thân và tâm đang hoạt động như thế nào, không đang đi biết là đang đi, đang ngồi biết là đang ngồi, đó là niệm. Còn tuệ là cái gì? Tuệ là biết rõ cái tư thế ngồi này nè, nó được cộng hưởng, nó được làm nên bởi những cái sự kết hợp nào của đất nước lửa gió và ý muốn, tức là của danh và sắc ấy. Nó mới làm nên cái động tác đi này, chỉ vậy thôi. Sống với niệm mà tuệ, tức nghĩa là mình sống mình biết rõ cái how và cái what. How là tôi đang ra sao, và cái what là cái gì nó đang có mặt ở đây. Cứ tối ngày chỉ có hai cái đó, how và what. Tôi đang như thế nào, tôi đang đứng, tôi đang ngồi, tôi đang đi, đó là how. Còn what là cái gì nó đang có mặt lúc này: tham sân si, từ bi chánh niệm trí tuệ tham nhẫn thiền định. Cái gì nó có mình biết, biết như vậy thôi, nhưng mà không có cái ý chạy trốn. Sai, cái đó sai. Không có chạy trốn cái dễ chịu, cái khó chịu. Không có lòng kiếm tìm cái dễ chịu. Không có chạy trốn cái phiền não. Không có theo đuổi cái thiện tâm. Không, cái gì cũng để nhìn đây. Vipassana mà, Vipassana là cái gì? Để nhìn đây. Đây, để nhìn đây. Hồi đó giờ mình chưa biết đạo thì mình coi như là trốn khổ tìm vui. Biết ba mớ đó thì sao? Hành thiện lánh ác. Còn bây giờ thì không, bây giờ đó là mình chỉ có nhìn thôi, cái vui cũng chỉ là cái để nhìn, mà cái khổ cái sướng cũng là cái để nhìn, cái thiện cũng là cái để nhìn, mà cái ác cũng chỉ là cái để nhìn, không hề có một cái phân biệt nào. Rồi đi kiếm cái này bỏ loại bỏ cái kia đang rồi thì mà nó lạnh, nó ngứa, nó buốt, nó tê, nó nhức, nó nực, thì chỉ biết nó buốt, nó tê, nó nứt, nó nhức, nó nực. Nó mát, biết nó mát, nó thoải mái, biết thoải mái, nó có cái vui, biết nó vui. Đang ngồi mà thấy sân, biết là sân, thiện biết là thiện, biết thôi. Quý bác sĩ là biết thấy soi rọi soi chiếu, chứ không hề có chọn lựa chọn lọc kiếm tìm trốn chạy và theo đuổi, phải không? Đấy. Mà tại sao mà gọi là tứ, là vì như thế này: tùy vào căn cơ của chúng sinh, có người thì khi mà quan sát chính mình ấy, quý bác sĩ đó, khi quan sát chính mình nè, niệm xứ là quan sát chứ có khỉ gì hết đó. Quan sát, mà có người thì do cái căn cơ của họ, họ phải quan sát cái đời sống sinh học dễ hơn đời sống tâm lý. Đây, quan sống sinh học, đời sống sinh học là sao? Cứ ăn rồi là cứ là tập trung vô cái là mình đang làm cái gì ta, đang đi biết là đang đi, đang ngồi biết là đang ngồi, đang nằm biết là đang nằm, phải không? Đang gãi biết là đang gãi, đang cầm lên biết là đang cầm lên, đang để xuống biết là đang để xuống, chỉ vậy thôi. Và đời sống sinh học mình nó gồm có nhiều lắm, có hai thứ, và là hoạt động và bản chất. Hoạt động là biết rõ mình đang sinh hoạt, đang làm việc như thế nào, rồi cuối cùng đó là biết rõ mình đang thở ra hay là đang thở vào, thở ra dài hay là thở ra ngắn, biết rõ. Có nghĩa là cái là hoạt động. Còn bản chất là sao? Bản chất ở đây nó gồm có hai đây, nhớ nha, bản chất gồm có hai: bản chất chân đế và bản chất tục đế. Bản chất tục đế là sao? Biết cái thân này nó chỉ gồm có từ ở trên đầu xuống, nó chỉ gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thần, tim, gan, mật đàm, mũ, máu, mồ hôi, phân, nước tiểu. Đấy. Còn mà cái bản chất chân đế là sao? Thì mình biết nó chỉ có bốn đại: đất, nước, lửa, gió. Bốn thứ này được định nghĩa một cách chuyên biệt theo cái tinh thần của tứ niệm xứ của A Tỳ Đàm. Đất là cái trạng thái cứng mềm nặng nhẹ mịn nhám, nước là cái trạng thái gọi là tan chảy ngưng tụ và kết dính,
Gió là tất cả những cái gì xê dịch di động trương phòng áp suất xô đẩy. Lửa là tất cả cái gì đó thuộc về nhiệt độ, dầu lạnh bằng trời, nó nóng bằng trời, âm 50 độ hay là nóng 50 độ C thì đều là lửa hết. Thì cứ âm chung cái này gọi là bốn đại, thì bốn thì cái thân mình cái nền tảng nó chỉ gồm bốn cái này thôi. Thì nó gọi là bản chất cái thân này đó. Thì có người đến với cái pháp môn niệm xứ là họ đến với cái gì ta, đến với cái đời, với cái thế giới vật chất trước. Rồi có người đến với thế giới tinh thần. Tinh thần là gì? Tức là biết họ quan sát cái cảm thọ, tức là mình đang cảm giác dễ chịu, đang cảm giác khó chịu, đang đau đớn hay đang mát lạnh, đang sân, đang bực bội hay là đang vui vẻ. Đó là cái là mình quan sát cảm giác, đó là thọ quán niệm xứ. Còn cái thân quán niệm xứ thì mình quan sát cái hoạt động và bản chất của đời sống sinh học của thân xác mình thôi. Còn cái thọ quán niệm xứ là mình chỉ quan sát cái feeling thôi của mình đó. Mình đang như thế nào, cảm giác khó chịu dễ chịu của thân và tâm. Còn cái tâm quán niệm xứ là quan sát cái tâm trạng thiện ác. Không, cái quan sát thọ quán là mình, cái quan sát cảm thọ là quan sát cái dễ chịu khó chịu, còn cái quan còn cái tâm quán là quan sát cái phàm thánh thiện ác dục thiền 6 cái nha. Phàm thánh, tâm phàm, đây là tâm phàm nè, đây là tâm thánh nè, đây là tâm dục nè, đây là tâm thiền nè, đây là tâm phàm nè, đây là tâm thánh nè. Đây đó là trong ngày chánh kinh này kể chín, là tôi kể 6 cho dễ nhớ, đúng không? Thiện ác dục thiền phàm thánh. Rồi dục tức là cái tâm mà còn dính líu trong vật chất, còn thiền là tâm mà chỉ có an lạc trong thiền định thôi, từ cái tầng sắc giới trở lên đấy gọi là thiền. Còn nguyên cái em mà dục giới gọi là dục. Rồi còn phàm, tâm phàm, tâm thánh thì cái tâm nào mà của riêng phàm phu, hoặc là tâm nào chỉ có thánh nhân mới có, thì đó là tâm phàm, tâm thánh. Đó là tâm quán niệm xứ. Rồi cuối cùng là pháp quán niệm xứ là sao? Là tổng hợp cả ba cái niệm xứ trên dồn thành một mối. Nhưng mà một cách chuyên nghiệp. Một cách chuyên nghiệp là sao ta? Thí dụ như mình tu thân quán niệm xứ ấy, thì mình biết là đang nhìn, đang nhìn, đang nhìn, đang nhìn, đang đi, đang đi, đang ngồi, đang ngồi, đang nằm, đang nằm, đang hít ra thở vào, hít vào thở ra. Rồi rồi thọ quán là mình đang có cảm thọ cảm giác như thế nào, buồn vui dễ chịu khó chịu. Còn tâm quán là gì? Đây là tâm tham, đây là tâm sân, đây là tâm dục, đây là tâm thiền, đây là tâm phàm, đây là tâm thánh, đây là tâm có phiền não, đây là tâm không có phiền não. Đấy là ba cái. Còn cái pháp quán là mình dồn chung lại một cách chuyên nghiệp là sao? Ở thọ quán mình chỉ biết đây là tâm sân, nhưng mà mình pháp quán niệm xứ mình biết đây là sân truyền cái. Ở thọ quán niệm xứ mình chỉ biết đây là thọ hỷ, đây là sự vui, sự dễ chịu. Nhưng mà bên pháp quán niệm xứ mình biết đây là dục truyền cái hay là hỷ giác chi. Có nghe kịp không? Tức là cũng là nó đó, nhưng mà mình gọi là pháp mà. Gọi là pháp quán, nghĩa là cái kia là mình chỉ nhìn nó một cách chung chung, một cách đại chúng, một cách dân gian. Còn cái này nó chuyên nghiệp hơn. Và tôi có cái ví dụ tôi nói hoài mà bà con còn nhớ không? Đó là bà mẹ đứng ở trong bếp nghe tiếng bấm chuông, mới kêu thằng nhỏ nhất, thằng 4 tuổi đó, nó để biết ra coi ai vậy con. Nó chạy ra, chạy vô, nói có cái ông Mỹ Đen thui vậy. Hết. Rồi nó ông bà biết Mỹ Đen rồi, xíu Mỹ, Mỹ Đen thiếu gì. Mà mới kêu cái thằng 8 tuổi hỏi ai vậy con, thì nó chạy vô nó nói ô cái ông Mỹ Đen, ông hàng xóm mà, nó ông hàng xóm. Nhưng mà cũng chưa có đủ, vì cái xóm đó, cái xóm đó Mỹ Đen nhiều lắm, hàng xóm của bà hàng Mỹ Đen nhiều lắm. Thì bà mới kêu cái thằng 18 tuổi, hôm bà hỏi mày ra mày coi ai vậy, mày hàng chế nó tao nghe tao biết ai hết á. Thì cái thằng 18 nó vô nó cái ông nha sĩ, bác ông nha sĩ, ông nha sĩ, ông David, ông nha sĩ mình thấy đi làm răng ông đó, gia sĩ gia đình mình đấy. Mình thấy không, tức là cũng ông đó thôi. Nhưng mà cái thằng đầu tiên, cái thằng 4 tuổi thì nó nói gì ta, nó cái ông Mỹ Đen hả? Đúng, nó nói rất là đúng, ông đó ông Mỹ Đen đúng. Rồi nó cái thằng 8 tuổi nó còn thêm được cái nữa, nó ông đổ hàng xóm mình đó, ông hàng xóm đấy. Nhưng mà cũng là ông đó, nó biết rõ ông đó là ai, nhưng mà một cách đó rất là chung chung. Nhưng mà tới cái đứa 18 mà nó xài cái kiến thức chuyên môn, kiến thức chuyên nghiệp nó nói ông này là ông David,
ông nha sĩ, mà khi nó nói chữ nha sĩ là sao, là nó biết gia sĩ là cái gì, nó biết chữ dentist là cái gì, biết nó phải có kiến thức. Chứ còn cái thằng mà 4 tuổi thì nó cái chữ, cái khái niệm về nha sĩ nó xa sâu lắm, nó chỉ biết cái ông nó làm đau nó thôi, là chứ nó không biết cái gì ngoài ra. Nhưng mà cái thằng 18 tuổi thì nó nói luôn tên tuổi đàng hoàng, ông này là ông hàng xóm ông David, ông là nha sĩ đấy. Rồi ở đây cũng vậy, cái phá hóa niệm xứ nó cũng chỉ nhìn lại ba cái niệm xứ đầu như một cách chuyên nghiệp, cho nên trong kinh mới nói rằng cái phá hóa niệm xứ là cái đề mục mà nó thích hợp cho mấy cái vị trí nhanh mà lại uyên bác, trí nhanh vừa giỏi. Thì người ta lại họp với cái đó, tại biết ô cái này hỷ chi, cái này xả giác chi, ô cái này là niệm giác chi cần giác chi, cái này là chánh kiến chánh tư duy, cái này là sắc quẩn thọ quẩn, cái này là khổ đế, này là tập đế, họ làm cái đẹp rất là chuyên nghiệp. Còn còn mấy ông thầy kia là mấy cái bố ba đề mục kia thì cái này là sự dễ chịu, cái này là sự khó chịu, mình đang đi biết rõ mình đang đi vậy thôi. Ông đã biết là ông đã biết, ông Mỹ Đen là Mỹ Đen, ông hàng xóm là hàng xóm, chỉ còn mình chưa có nâng ông lên cái tầm mà biết ông là nha sĩ là chưa, phải là ông phá quán niệm xứ ông mới động tới cái khái niệm chuyên môn đó. À, nhớ không? Rồi cái này bữa nay tôi nói cái này đụng chạm kinh hoạt lắm, rất là đụng chạm. Tôi thưa với bà con ý, cái cách thức nấu một nồi canh nói riêng mà nấu một bữa ăn nói chung ý, nó có thể rất là đơn giản mà nó có thể rất là rắc rối, rất là cầu kỳ, là tùy thuộc vào cái người hướng dẫn và cái người học. Cái đứa học mà nó cái đầu nó làm sao ấy, ông thầy mới phải hướng dẫn chi ly cho nó, đó là phía học trò. Còn về phía thầy, có nhiều cái người họ hướng dẫn mình bản thân họ cũng thích rối, cho nên cái cách bài của họ nó cũng rối vậy đó. Cho nên ông thầy thích rối thì cái bài học nó rối, cái hướng dẫn nó rối. Rồi hoặc là thằng học trò nó phải học một cách chi ly, cho nên nó cũng làm cho cái phần hướng dẫn cũng trở nên rối. Đó là trường hợp một là kỹ thuật nấu ăn nó rối. Nhưng mà có trường hợp thứ hai, để nấu một bữa ăn mà gặp ông thầy ông thích đơn giản, ông hướng dẫn đơn giản, hoặc là thằng học trò nó chỉ thích hướng được hướng dẫn đơn giản, cho nên nó cũng chỉ chọn cái cách hướng dẫn đơn giản, thế là nó mới nảy ra cách thứ hai là cách hướng dẫn đơn giản. Như vậy thì mình có hai cách: cách hướng dẫn rối và cách hướng dẫn gọn. Rối và gọn. Cái pháp môn tứ niệm xứ, cái quan trọng là cái chủ, cái tinh thần, là cái chủ đích của tứ niệm xứ là cái gì, là anh nhìn rõ anh ấy là do duyên mà có. Thứ hai, cái buồn vui thiện ác của anh á nó chỉ là sự tổng hợp của các thành tố. Cái thứ ba đó, cái gì đã có thì cái đó đều là vô ngã vô thường. Vô thường là bởi vì không có cái gì đứng yên, nó phải luôn luôn trong tình trạng trở thành, là một cái khác. Còn vô ngã là vì trẻ banh nó ra thì không có cái gì mà gọi là thằng Tèo, thằng Tí, con Lan, con Cúc, con Đào, con Ý, con Hương, hết, không có. Nào, này, nhớ cái nó, cái tánh không nên nó là nobody chứ phải là nothing. Nhớ nha, cái tánh không ở trong đạo Phật ấy, nó là nobody, nghĩa là không có ai, không có người nào, chứ không phải là nothing, không phải là không có gì. Nó có chứ, nó có những cái đơn vị pháp giới phù du do duyên mà có rồi phải mất, mọi thứ do duyên mà có. Tinh thần duyên khởi đó, duyên khởi duyên sinh ấy, y tha khởi đó. Thì ở đây là mọi thứ nó do duyên mà có. Và thứ hai là bản thân mỗi thứ, mình kêu chữ mỗi là số ít, nhưng thật ra nó là một khối tổng hợp của các thành tố. Thì cái tinh thần rốt ráo và cốt lõi của tứ niệm xứ là gì, là anh biết rõ cái hao và cái quá, anh biết rõ cái gì nó đang diễn ra và bản chất của mấy cái đó là cái gì, nhớ chỉ vậy thôi. Và tôi, nếu mà bây giờ mà tôi nói rõ, tôi phải là thiền sư ngàn lần không có dám nhận thiền sư, và kệ, cũng phải là hành giả không. Nhưng mà nếu mà các vị có hỏi tôi thì tôi xin thiết tha đề nghị làm ơn coi thẳng chánh kinh, cái chỗ nào không hiểu thì mở cái chú giải ra mà đọc, mà vẫn không hiểu nữa thì kiếm cái người nào mình tin ý, mà dựa vào cái gì, phải coi người đó có trình độ hay không. Chứ còn cái thứ mà dốt mà phải làm thầy đó là còn báo đời báo đạo nữa nha, cái cẩn thận. Và cái cẩn thận này là tìm thầy là mình tìm cái ông thầy giúp được mình, chứ phải làm tìm cái thầy mà mình thích, phải không? Vì thầy có hai loại: thầy là dạy cho mình cái mình cần, rồi ông thầy thứ hai là dạy cho mình cái mà ông thích, nó khổ vậy đó. Phải không? Nhớ cái đó. Thì mình phải coi cái ông thầy nào có khả năng giúp cho mình cái mình cần kìa. Mà bây giờ cái chuyện đi lại nó dễ rồi, phải không?
thì cái chuyện mà tương thông giữa người này với người kia nó không phải là chuyện mà lắp điện giá trời như ngày xưa. Mình bây giờ mình có thể thể qua miếng điện mình thiếu gì thầy bà bên đó không? Kinh điển bảo là không? Chứ còn mình mắc cái chứng gì mà mình phải cắm đầu mình đi mình quơ đại một cái người kế bên, mà nhất là người mình mến là thấy buồn đầu luôn phải không? Tôi kể hoài cái chuyện cái thằng trai mà nhậu xỉn mà đi với bạn mà về ngang cửa nhà đó, rồi cứ không chịu vô, cứ lây quay cái cột đèn trước nhà đó, rồi bạn nó hỏi chuyện mày đang làm gì vậy, kể anh nó đang kiếm cái chìa khóa nhà, thì bạn nó hỏi mày có chắc mày làm rớt ở đó không mà mày kiếm, tại vì từ hồi nãy giờ mày đi dọc đường mày cũng lung tung lăng tăng, mày ghé chỗ này ghé chỗ kia, bây giờ mày biết nó rớt ở đâu mày kiếm, thì cái anh xe rủ đó là anh nói, thật sự tao cũng không biết nó rớt ở đâu mà bây giờ tôi đang tìm ở đây, bởi vì ở đây có đèn đấy, tao tìm là tìm chỗ này là chỉ vì nó có đèn, tức là mình giải quyết vấn đề bằng cái điều kiện hiện có chứ không phải giải quyết vấn đề bằng vào cái nhu cầu cần thiết này, bằng bằng vào cái điều kiện cần thiết. Một cái là điều kiện cần thiết với cái điều kiện hiện có, hai cái này nó khác nhau dữ lắm, không dữ lắm. Bây giờ tôi muốn nấu cơm thì tôi liếc vô tôi thấy nó hết gạo là tôi phải xách cái bao chạy đây mày tiệm tôi lấy gạo, chứ không thể nào mà bây giờ tôi muốn nấu cơm mà không có gạo cái tôi ra ngoài trước nhà hốt nắm cát tôi nấu. Hỏi tại sao? Nó tại vì bây giờ ở đây không có gạo thì chỉ có cát thôi, tôi bị nghỉ cái chịu nổi không? Như vậy thì tôi giải quyết vấn đề bằng cái điều kiện hiện có. Có nhiều trường hợp đó, có nhiều trường hợp giải quyết vấn đề bằng điều kiện hiện có rất là tốt, không phải tốt mà là tốt nhất, nhưng có những trường hợp không thể giải quyết vấn đề bằng điều kiện hiện có mà phải xác định cái gì là điều kiện cần thiết chứ không phải là điều kiện hiện có. Bạn có những khi nó là điều kiện hiện có nhưng mà nó không phải là điều kiện cần thiết, rồi có trường hợp hai là điều kiện cần thiết chưa hẳn là điều kiện hiện có, rồi trường hợp ba điều kiện hiện có cũng chính là điều kiện cần thiết đó. Cái số ba là quá hên rồi, nhưng mà hai trường hợp đầu, trường hợp một là điều kiện cần thiết, nó là điều kiện cần thiết nhưng mà nó không phải điều kiện hiện có, rồi trường hợp hai là nó là điều kiện hiện có nhưng không phải là điều kiện cần thiết, nhớ không? Cái này quan trọng lắm á, lắm lắm. Ừ. Đó, cái này quan trọng lắm. Đấy. Thì tôi chốt lại đơn giản thôi. Tại sao mà kinh điển có quá nhiều? Là vì căn cơ chúng sanh nó cực kỳ phức tạp. Mỗi đứa nó lận lưng ba cái món đơn giản nhưng mà ba món đó nó tạo ra 3 tỷ thứ sai biệt. Đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Chính cái tiền nghiệp và cái khuynh hướng tâm lý đó, nó đẩy mình tới cái chỗ gì? Giàu cái môi trường sống giống nhau nhưng mà hai cái kia nó khác nhau, thế là trên cái môi trường sống đó rồi mỗi đứa có một cái nhận thức khác nhau, một cái cảm nhận, có một cái trải nghiệm, có một cái kinh nghiệm khác nhau. Cẩn thận cái này nha. Đây, cho nên tốt nhất là nên quay về với kinh gốc, lỡ mình có hiểu lầm trên kinh gốc mà mình có tu sai mình cũng không có tức. Còn đằng này là mình ăn cái thứ mà người ta nhai nhai người ta nhả ra mình bắt mình nuốt vô, đó là mình nuốt cái món đó gặm cái nước bọt của người ta, mình nghĩ có ớn không? Tôi giảng tôi nghe lạnh sinh sống. Tức là lẽ ra là mình cứ ăn cái bánh tiêu đó là uống nước cái ly sữa đậu nành là nó quá êm rồi, nhưng mà lần này mình mang cái máu tiểu thừa mình không có dám đi, mình không dám bơi, mình thế là mình cầm cái bánh tiêu cầm cái ly đậu nành mà không dám ăn mà không dám uống, cuối cùng nhờ cái thằng kế bên nhờ nó nhai rồi nó uống rồi nó trộn trộn lại nó mớm vô mỏ mình cho mình ăn mình chịu nổi không? Thì cái hôm nay mình tu thiền là như vậy, là kinh sách có sẵn đó, mình cũng có đầu óc đó, nhưng mà không, mình toàn là nhờ người ta nhai, người ta bắt mình hả họng mình nhả vô không ghê thấy bà đầu vậy đó. Ghê quá đi. Ừ. Thì là dầu đó là thân quán tu tập các cái đề mục như là tứ quay nghi đi đứng nằm ngồi và các sinh hoạt vô danh, như là những cái mà không thể gọi tên được, còn những cái gọi tên được như tắm rửa tiểu tiện ăn uống, sẵn đây tôi nói luôn là Việt Nam mà nó có nhiều có tai màu nhiệm đó. Bà hả nó là tôi thấy lên Facebook anh họ chửi tôi rồi, thiền gì mà nhắc tới toilet, thiền là phải Phật điện trang nghiêm khói hương nghi ngút, không nói thiền gì có cái vụ mà thiền trong toilet, mà tại vì anh còn coi kinh đăng kinh tính sứ tôi có nói chánh niệm tỉnh giác trong lúc lúc đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt mặc y đắp y mang bát trong lúc tiểu tiện, có cái đó nữa, có cái đó nữa. Nhưng mà Việt Nam mình thì sợ không có đọc kinh, cái ăn là cứ Osho, Krishnamurti, rồi lão tử, trang tử, rồi uống trà đốt trầm, rồi cất nhà cửa làm trà thất trà đường rồi sang trọng vậy đó, rồi cho nên ngại ngại mấy đề mục về tử thi rồi bất tịnh rồi niệm chết
rồi nghe, nói chung là cứ tạo dựng ra một cái thứ mà không khí tôn giáo mà hưởng thụ nó thẳng luôn đấy. Đó đại khái vậy. Thì bây giờ tôi nhắc lại lần nữa, cái người đang giảng kinh tín niệm xứ này là ai nó quan trọng, mà coi người ta nói cái gì. Mình là con người chứ mình là con thú nha. À, con thú nó còn bám chấp cái hình thức của mình, con người mà có cái đầu chứ, mình có cái người đang giảng mà họ nói cái gì nha. Tôi chốt là cái nội dung bài kinh này tôi không có giảng từng cái, có lẽ chắc chắn bài kinh này là bữa nay là không có giảng rồi đó, tôi chỉ giảng cái sườn bài kinh này thôi. Đấy không, có nghĩa là cái con đường tới niệm xứ sở dĩ nó được gọi là con đường duy nhất là bởi vì chỉ thông qua cái sự soi rọi hoạt động và bản chất của thân tâm thì anh mới có thể buông bỏ cái vọng chấp về nó đó. Sở dĩ nó được gọi là duy nhất là như vậy. Còn bây giờ anh muốn theo cái pháp môn nào không cần biết, miễn là nó đáp ứng được cái yêu cầu đó. Tôi nhắc lại, miễn là nó đáp ứng được nhu cầu đó. Pháp môn làng mai, pháp môn trúc lâm, pháp môn tịnh độ, pháp môn trì chú mật tông, pháp môn nào cũng được, nhưng mà anh phải hứa với tôi một chuyện là pháp môn đó đó nó giúp cho anh có thể gọi là mở con mắt ra để mà soi rọi hai thứ hoạt động và bản chất của thân và tâm này. Để làm chi? Để thấy được mọi thứ do duyên mà có, mọi thứ chỉ là một khối tổng hợp của nhiều thành tố, và đã có rồi phải mất đi. Trong cái kiểu hiện hữu đó chẻ ra làm tám muôn bốn ngàn miếng đi nữa thì cũng không có moi ra được một cái gì gọi là tôi và của tôi, ông A bà B, bỉ thử ngã sở chúng sanh họ giả đó, phải như vậy đó. Thì vì miễn là anh đáp ứng cho tôi được cái tinh thần đó thì anh theo đạo nào cũng tốt. Chứ còn chưa gì hết mà anh thấy cái câu kinh là tứ niệm xứ là con đường duy nhất là chết rồi, phải không? Anh nổi điên lên, anh tự ái, bây giờ tôi quá ra nói giờ tôi sai à, nói giờ tôi chưa hề nghe đến ba cái chữ tứ niệm xứ, tôi chưa hề nghe nói tới chữ Vipassana, rồi bây giờ nói chỉ con đường duy nhất thì tôi sai bét à. Vậy con đường tôi đang tu phải là con đường giải thoát đâu, tôi đâu có nói anh gì đâu, anh kỹ anh suy nghĩ kỹ là tôi chưa có nói tới anh. Ta chỉ nói con đường duy nhất là cái tinh thần này nè, cái cốt lõi này nè, cái nội dung này nè, cái đường hướng này nè, nó là con đường bắt buộc anh phải đi để mà anh có thể kiến tánh, để mà anh có thể tri vọng. Đâu, nhớ không? Và từ đó mới có nói chuyện thành Phật hay không đấy. Chứ còn tôi không hề mà nói là cái tên, tôi không hề dán cái nhãn hiệu là tứ niệm xứ là tệ quá của Vipassana, là cho rằng đây là duy nhất là bậy, cái đó tôi không nói. Mà sự duyên người ta nói duy nhất là bởi vì người ta nói cái tinh thần của cái pháp môn đó đấy, nhớ cái đó quan trọng lắm. Còn sở dĩ mà chia ra tới bốn 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 cái niệm xứ là vì nãy tôi có nói là tùy cái căn cơ, có người thì họ hợp với cái đời sống sinh học, có người thì họ quan sát cái đời sống cảm giác họ thấy dễ chịu thấy dễ, có người họ thích quan sát cái thế giới tâm trạng họ thấy dễ, còn có người thì họ có trình độ giáo lý thì họ thích đó, thông qua niệm xứ như tôi vừa nói. Không, thật ra cái này cũng chẳng có cần giảng nghe kinh niệm xứ này, không cần giảng sâu nữa, bởi vì bây giờ thầy bà viết lách nhiều lắm 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 rồi, mà tôi chỉ nhắc bà con cái tôi đang canh nghe cái bài kinh này lâu lắm rồi, tôi chờ cái bài kinh này để tôi nói có mấy câu thôi. Câu thứ nhất, quay về với chánh kinh đi, đừng có theo thầy bà nhiều quá. À, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó tại sao phải về với chánh kinh là bởi vì pháp môn nào mà hễ qua tay phàm phu không nhào nặng là chiên xào là nó hay có cái me nó gợi gắm trong đó những dấu ấn cá nhân, phải không? Tôi thì tôi có những cái tôi thích và những cái tôi ghét, nó rất là đặc hữu đặc thù. Thế là khi mà tôi giảng kinh giảng thiền ấy thì tôi mới đem cái đặc thù tôi phổ vào đó, tôi gắn vào đó, tôi gán ép vào đó, tôi dán lên đó đấy. Rồi có ông nội kia thì ông lại cũng hiểu kinh tinh xíu thì cái hướng của ông đó là mỗi cứ 1001 ông là có 1001 cách. Thì tôi xin nhắc lại, tôi tôn trọng tất cả các thiền sư, các thiền thư, thiền phổ đúng, nhưng mà tôn trọng đây có nghĩa là tôi coi đó là những cái chỗ tham khảo thôi, chứ còn mà kêu mà gọi là đỉnh thì không. Vâng, thì ở đây tôi cũng xin đề nghị bà con mang đi đây chắc dân tàu hũ nhiều, thì tôi nói cho nó mát ruột cái đó, tàu hũ kiếm cho bằng được cái bản gốc của Pháp Bảo Đằng Kinh mà ở Đôn Hoàng, hoặc là Pháp Bảo Đằng Kinh là bản ở Mã Vương Đôi, à Mã Vương Đôi ấy, à coi
Đúng là Pháp Bảo Đàn Kinh thì là lưu truyền trong tự viện Trung Hoa và Việt Nam thì nhiều lắm, không? Nhưng mà kiếm cái bản gốc của cái Pháp Bảo Đàn Kinh mà ở Mã Vương Đâu ấy. Đọc. Đó là kinh là tương truyền là cái tác phẩm của Tổ Huệ Năng ấy. Thì nãy giờ là tôi nói là tôi nhắm đến cái đám tàu hũ, đám xì dầu đây, là bà con có thể tham khảo tìm hiểu cái pháp môn tứ đồng xứ trên cái tinh thần của Pháp Bảo Đàn Kinh Mã Vương Đôi. Còn đối với cái đám nước mắm Nam truyền thì tôi xin thiết tha và trân trọng đề nghị các vị đọc thẳng chánh kinh và bằng mọi cách đây, nghiên cứu chú giải đây, chú giải của kinh niệm xứ mà bây giờ đó là bà bản Thái, bản Pali thì có lẽ là một gấp, đó là những cái đề tài cũng như là đó là những cái bản tài liệu, những cái nguồn từ tham khảo hơi khó cho bà con, bởi vì hai thứ tiếng nó không phổ biến ở trong đám của Việt Nam. Thôi thì tiếng Anh nó phổ biến hơn đúng không, thì bà con tìm cho tôi cái quyển là The Mindfulness của ngài Soma Thera. Cái bản đó nếu tôi không lầm hình như là Việt Nam có dịch rồi, hình như thôi nha. Soma, chữ Soma viết rất là dễ, Soma, Soma Thera. Mindfulness là chánh niệm ấy. Thì đọc được bản Anh, đọc được đó thì gấp, nó hay gấp ngàn lần tôi giảng đó. Mà tôi mà trên tinh thần của tôi thì đúng là tôi nên giảng, bởi vì tôi nói đừng có tin tôi, nhưng mà nên lưu ý điều tôi nói nha. Tôi nói nên lưu ý cái điều tôi nói, chứ còn tôi chưa bao giờ mà tôi lại làm cái gì mà ngu xuẩn, tôi kêu cái gì tin tôi thì không. Tôi nên lưu ý cái điều tôi nói, không? Thì nên là tứ niệm xứ là như vậy, chỉ là quan sát quát và hao, hao và quát, biết rõ cái hoạt động và cái bản chất của thanh tâm để nó làm sao, thông qua cái sự hỗ trợ của ba cái chi đạo đây, mà cũng kinh nói chứ phải tôi nói, đó là chánh niệm, trí tuệ và tinh tấn. Đây vị tỳ kheo người ta thì cái vị tỳ khú Satima Atabi Sammachano Sima. Cái Satima là chánh niệm, Atabi là tinh tấn, Sammachano là trí tuệ. Kinh tứ niệm xứ xài ba chữ đó, không? Thì nhớ ba cái đó, ba cái dĩ nhiên thì ba cái đó là ba cái là nổi bật, nói để dễ hình dung thì Đức Phật này nói ba chữ đó, chứ ba cái đó nó không bao giờ mà nó đi thiếu năm cái còn lại hết, tức là luôn luôn là chánh kiến, chánh tư duy, ngữ, nghiệp, mạng, niệm, định và tinh tấn, luôn luôn tám cái này đi chung. Nhưng mà riêng trong trường hợp này ngài nhắc có ba là mình hiểu nhầm, là ngài nhấn mạnh là ba cái này là ba cái giống như là ba cái gọn, ba cái thu gọn của tám cái kia. Và mình nghe mình đọc qua Joshua mình tưởng chỉ có ba cái, gọi là ba cái này là ba cái quan trọng nhất. No, no, no. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ có cái vụ mà quan trọng nhất ở đây hết, mà tại vì trong những trường hợp đặc biệt người ta giống như là trong nhà có nhiều trường hợp người ta chỉ nhắc tới ông bà, có lúc người ta nhắc tới ba má, có lúc người ta nhắc tới con cái, sao cái đó tùy tùy cái trường hợp mà người ta nói nhiều, người ta nhấn mạnh cái gì, chứ còn những cái không được nhắc không phải không quan trọng, nhớ không? Này rất là quan trọng. Thì kinh này niệm xứ thì tôi xuyên, thì tôi giảng tiếp, còn mà tuần sau đó còn tôi làm biến đó, thì nhiều đã đủ rồi. Đọc chánh kinh nó nói sao cứ y chang vậy. Ví dụ như tôi chốt lại nè, quán quay nghi là sao, đi đứng nằm ngồi biết rõ, biết rõ là sao, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, cái mình đưa một cái bàn chân trần, bàn chân không giày dép, không vớ không tất, mình đưa nó xuống một cái tấm, một cái thảm cỏ mà mình không biết cái gì ở dưới, thế là mình đưa xuống với tất cả sự cẩn thận, thì cái cẩn thận nó chính là niệm. Mình đưa xuống là biết rõ mình đang đưa xuống, không? Mình đưa bằng chân mình xuống xuống một cái chỗ sình, chỗ nước mà mình không biết cái gì ở dưới, thì mình đưa xuống với tất cả sự cẩn thận đây, tất cả sự tỉnh thức, như vậy đó gọi là chánh niệm, đúng chưa? Ăn uống cũng vậy, mình mốt trong một cái tỉnh thức, mình mốt mình biết rõ lúc mình không để suy nghĩ mình nó bị tạp niệm vọng tưởng, mình mốt một với tất cả sự tỉnh thức, và mình đưa vào miệng với tất cả sự tỉnh thức, và mình nhai mình nuốt tất cả sự tỉnh thức, nhưng mà bằng một cái nhịp độ, bằng một cái tốc độ rất là bình thường, chứ không phải là phải từ từ giống như mới xuất hiện, phải bình thường. Mình tu không có cầu cho người ta biết, mà đa số hành giả đó là sao, là muốn cho người ta biết mình đang có chánh niệm, sao gì chi vậy hả, chi vậy, rồi rồi các vị nói hãy làm nhanh tôi làm kịp, tại do mình hiểu lầm đó.
sao không kịp, cái này phải học A Di Đà mới hiểu, phải học về A Di Đà mới hiểu cái này. Bây giờ các vị không có tu hành gì hết ấy, đúng không? Thì khi các vị ăn ấy, cái muỗng súc mà cái đầu có thể nghĩ tùm lum chuyện, đúng không? Còn bây giờ mình không, bây giờ cái muỗng mình súc mình chỉ dồn hết cái đầu óc mình vô trong cái chuyện súc thôi, mình đâu có thêm việc đâu, không hề thêm việc, mình chỉ đổi việc thôi. Hồi đó tôi súc cơm mà cái đầu tôi nghĩ về cái chuyện mà đồng áng chợ búa phố xá, đúng không? Rồi bây giờ tôi cũng súc cơm, bây giờ tôi mới nghĩ chuyện ở xa, tôi nghĩ ngay bây giờ đây là súc cơm, tôi dồn hết cái tâm ý tôi vô chỉ súc cơm, không? Tôi đang sân, tôi biết rõ cái sân đang có mặt. À, rồi tôi đang có lòng từ bi, tôi biết rõ tôi đang có lòng từ bi, hoặc là gọn hơn chút, tôi biết rõ tôi đang có tâm lành, đủ rồi, đủ rồi, không có cần kêu tên chi cho nó mệt, biết rõ tôi đang có tâm lành, đủ rồi, hiểu chưa? Đó, đó là niệm xứ là vậy đó, đó là quán quay nghi là vậy đó. À, quán quay nghi rồi, đại quay nghi là bốn quay nghi chánh, bốn cái tư thế chính gồm đi đứng nằm ngồi, tiểu quay nghi là những cái hoạt động lớn bé vô danh. À, rồi tiếp tục là mình quán về thủy trược là hành giả quán niệm từ trên đầu xuống tới gót chân là một gỗ uế vật. Uế vật là sao? Chỉ cần 3 ngày không được chăm sóc vệ sinh thì bản thân mình còn thấy gớm, người thân người thương người yêu của mình còn thấy gớm, thì nói gì người lạ. Chỉ niệm như đó thôi, từ trên đầu xuống gót chân, mà chỉ cần 3 ngày không được chăm sóc vệ sinh thì mình có thấy gớm đã đành, mà người thân người thương người yêu người gần gũi với mình họ cũng gớm, nói gì là người lạ. Không, từ răng cọ cho tới da thịt, không, mái tóc này nó hay là nó muốn chết luôn, không đó, mình tưởng tượng mình nói ai mình thương thương như thế, nó nhanh 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 nó nhả cái pẹt ra, mình có nó dám bỏ miệng mình không? Thương bằng trời đó, thương bằng trời đó, mà nó uống nước nó súc miệng thì nó kêu mình há họng, nó nhổ cái miệng mà mình có dám nuốt không? Này hoa hậu ấy, mỹ 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 nam ấy, à, mỹ nam nam vương ấy, đẹp gì đó, dám không? Rồi chưa kể là áo quần nó bạc xong nó liền, nó là mình cầm là mình đã thấy ấn, không mình biết nó có cái gì đó hay không mình biết, nhưng mà mình thấy nó mình biết là nó mới vừa tháo ra nó liền đóng, mình thương quá mình đi giặt giùm cái đó có, nhưng mà cầm nó cũng ấn, không ấn gớm, không đó, nó bất tịnh ấy. Còn quán về 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 tử thi là sao? À, quán tử thi có nghĩa là hành giả là đối diện với một cái bộ xương hay là một cái xác. À, mới chết và chết đã lâu, trương phình hay chảy nước mới ở mức độ xanh xám, đúng không? Hành giả quán chiếu thấy rằng này, thân nó như thế nào là thân này cũng như vậy, chỉ cần vài phút không thở thì thân này nó cũng sẽ y chang như vậy. Y chang là sao? Nó cũng hoàn toàn không có giá trị và nó trở thành ra là một cái đối tượng đáng sợ trong mặt mọi người. Rồi cái gì nữa? Tất cả những gì mình có về danh lợi, tình cảm, quyền lực, uy tín là cũng đi theo khói theo mây, cái chết là chỉ dấu chấm hết một cuộc đời. À, thân đó như thế nào thì thân này cũng như vậy, mình nổi tiếng, mình đẹp, mình giàu, mình khỏe, mình trẻ cỡ nào, chỉ cần 5 phút tắt thở, không, tắt thở 5 phút thì cái thân này nó là của nợ, của nợ, lập tức là của nợ, nó là cái mà cho không không ai dám lấy, mặc dù trước đây 5 phút biết bao nhiêu người thèm thuồng khao khát được nắm tay, được ngồi nói chuyện, được mời ăn, được tốn tiền cho mình đó. Mà bây giờ ấy cho không thì không ai dám lấy hết đó, niệm chết là niệm vậy, không là niệm về bốn đại, không kể đời sống tinh thần thì toàn bộ các còn lại là đều là thuộc về vật chất, và tất cả những cái gì mà mình cho là nhà cửa xe cộ thân xác răng cọ mái tóc da dẻ thịt gân xương ba dòng sáu mũi hấp dẫn cách mấy, tất thể chỉ là bốn đại thôi. Đấy, chỉ là đất nước lửa gió, ngoài đó ra có gì hết. Khi mà còn duyên thì tụi nó còn tồn tại hoạt động trong một cái hình thức, trong một cái ngoại diện với một cái vẻ ngoài có được, nhưng mà khi duyên hết rồi thì tụi nó rã tan, rã tan. Đấy, khó ngửi khó nhìn. Đấy, có người gọi nhìn rồi, đó là quán 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 về bốn đại như vậy đó. Rồi quán về hơi thở, tại sao nó có đề mục hơi thở? Bởi vì hơi thở là cũng là hoạt động của thân xác, nhưng mà nó hơi đặc biệt, đặc biệt ở chỗ là nó là một hoạt động liên tục và thường trực, mà vì nó quá tinh tế đi cho nên nó là đề mục thuộc về vật chất, nhưng mà nó lại rất là gần với tâm. Có nghĩa là sao?
Có nghĩa là mình chỉ cần chánh niệm trong từng hơi thở vào ra dài ngắn, đúng không? À, biết rõ mình đang thở ra với tâm trạng gì, đang thở vào với tâm trạng gì, biết rõ mình đang thở ra với cảm giác gì và thở vào với cảm giác gì, thì với việc theo dõi hơi thở không đó, thì cũng có nghĩa là mình nắm được cái tâm của mình. Bởi vì thì hơi thở nó là một cái hoạt động liên tục và thường trực và rất là tinh tế. Đây, tiếng chuông mới đánh thì mình lơ đễnh vẫn nghe được, nhưng mà khi mà cái tiếng chuông nó đã quá kéo dài quá lâu, nó chỉ còn là tiếng ngân, nó còn cái dư âm dư hưởng, cái âm vang sau cùng muốn nghe được đó, thì chúng ta phải lắng tâm ghi gớp. Thì hơi thở cũng vậy, các hoạt động đi đứng nằm ngồi ăn uống tắm rửa tiểu tiện thế vậy mà nó dễ, còn cái mà lắng tâm theo dõi hơi thở là phải cần đến một cái khả năng chánh niệm như là trí tuệ rất là sắc sảo, rất là tinh tế đấy, và thường trực, sắc sảo tinh tế và thường trực đấy, thì mình mới có thể theo dõi được nó. Và các vị thử tưởng tượng một cái nội tâm sắc sảo tinh tế, một diễn ra thường trực và liên tục, thì đương nhiên là mình có thể sống trong, mình có thể tự nhận mình là người sống trong kiểm soát, sống trong kiểm soát đấy, sống trong kiểm soát. Tất cả những cái máu lệ cuộc đời này nó diễn ra này, cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước, cho chúng sinh trên toàn cầu nói chung là đều được khởi đi từ cái chuyện người ta sống thiếu kiểm soát đấy. Mà cái pháp môn tứ niệm xứ là nó dạy cho người ta ba chuyện. Thứ nhất là chỉ đầu tiên ý, là sống trong kiểm soát. Thứ hai là sống trong thấu suốt, thấu suốt kiểm soát, thấu suốt. Và cái thứ ba là gì? Là buông bỏ. Pháp môn tứ niệm xứ là một, nếu mà được tu đúng thì hành giả không có cái chỗ nào trong cái cuộc đời này mà thấy nó đáng để mà mình nắm níu. No. Nếu mà tu đúng, hiểu đúng, tu đúng và hiểu đúng thì cuộc đời nó có gì, nó không có gì để mình phải theo đuổi. Mà đương nhiên không có gì theo đuổi thì cũng không có gì để mình phải trốn tránh, chán sợ, tống cứ, đập phá, không có, không có theo đuổi, không có xây dựng, không có tống cứ, không có đập phá, mà chỉ có cái gì, cái buông thôi. Ở đây có tôi bữa hôm tình cờ tôi đọc có mấy thầy chửi quá chừng chửi cái chữ buông, tại với thầy tôi nói hơi kỳ, với mấy thầy cố ý. À, không phải mấy thầy không tu sức đâu, mấy thầy cố ý, mấy thầy nói tu mà buông là không có được, phải mấy thầy định cố ý đừng nghe chữ buông nên là vô trách nhiệm, không phải chữ buông này là anh vẫn sống bình thường, nhưng mà anh nhớ rằng mọi thứ do duyên mà có và không có gì là vĩnh cửu, đó gọi là buông. Buông là vậy đó, anh vẫn là cha, anh vẫn là chồng, anh vẫn là mẹ, anh vẫn là vợ, anh vẫn đi làm công sở, anh vẫn lấy tiền lương tháng, anh về lo gia đình, anh vẫn là thầy chùa, anh vẫn là trụ trì, anh vẫn là pháp sư, anh vẫn là học trò đệ tử, anh vẫn là cư sĩ, anh vẫn là một người tại gia, anh vẫn tiếp tục bình thường, anh vẫn tiếp tục con đường anh đi. Tôi đâu kêu anh buông bỏ là tự nhiên anh ngồi anh phè ra đó, anh buông hết trách nhiệm đâu, hiểu như là ông trí lắm. Buông là nghĩa là anh vẫn sống bình thường, nhưng mà kể từ bây giờ anh nhớ mọi thứ do duyên mà có, và bản thân nó lại là duyên cho vô vàn những thứ khác đấy. Và trên tinh thần ấy không có cái gì là nhỏ, bởi vì mọi thứ nó đều là điểm, có thể là điểm bắt đầu cho một sự cố sự kiện nào đó, từ một câu nói, một ánh mắt, một nụ cười, một cái nhếch môi, một cái cười mỉm đúng chỗ hoặc không đúng chỗ thể dẫn đến một cái sự cố sự kiện cực lớn. Một chút xíu tâm trạng buồn vui trong lòng mình tưởng là nó không có gì sai, nó có thể là điểm bắt đầu cho một cái đại sự nhân duyên, cho một sự cố sự kiện cực lớn. Một tí tí thôi, một tí cảm giác buồn vui thôi đấy. Tôi có biết một cái chuyện kỳ quái lắm, là cái cô bán hàng không biết cô buồn ngủ hay là cô buồn chuyện nhà, mà cô buông cái lời gọi là cái thái độ của, buông cái lời cái thái độ của bé khinh thường một anh Mỹ đen. Thì khi mà ảnh buổi đêm anh đi ngang, anh lấy ra anh liền, lấy ra anh liền, anh lấy ra anh liền, thì dĩ nhiên hẻ, nếu mà mình nghĩ là cảnh sát bắt lại thì anh đâu tù, mà cái chuyện nữa là cái tiệm đó, cái cây xăng đó, đó là tiệm tạp hóa đó, là coi như là nó bị vẽ kiến, mà cái gì biết thay kiến nó phiền chứ lắm đấy. Mà cái chuyện mà anh chàng nó đi tù hoặc là cái chuyện mà cái tiệm tùng đó mà ta phải thay kiến, nó đâu phải là chuyện đơn giản, mà cái hai cái chuyện đó thì bắt đầu từ cái chuyện là cảnh bắt, cái câu nói, cái thái độ của cái cô bán hàng nó dẫn tới chuyện đó. À, nhớ xíu vậy đó, cho nên mình học đạo, mình hành đạo, mình hiểu đạo, học đạo hiểu đạo và hành đạo thì mình hiểu và ra một chuyện đó là trên thế giới này mọi thứ do duyên mà có, do các duyên, các điều kiện,
do duyên mà có, và bản thân nó lại là duyên cho vô vàn những thứ khác, và không có cái duyên nào là nhỏ hết, không có duyên nào là nhỏ. Một đốm lửa nó cũng có thể là một cái nhân duyên cực lớn cho một cái sự cố sự kiện đấy. Một ánh mắt, một nụ cười, một cây gai, một hạt bụi mình đang chạy mô tô trên đường, một hạt bụi mà nó tấp vô mắt mình là cũng có thể là nó trao cả lái, và khi nó trao rồi thì chuyện gì trời biết, phải không? Đấy. À, trời biết nhiều lắm quý vị, nhiều lắm, trên đời thì không có gì là nhỏ đâu quý vị. Và tôi từng gặp phiền phức với những cái duyên khởi nhỏ xíu 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 đấy, nhỏ xíu xíu xíu. Đấy. Ví dụ như bây giờ là có ai đó tình cờ thấy là trước phòng của tôi có một cái đôi guốc nữ, quý vị nghĩ không? Đôi guốc đó đâu ra? Của một bà cụ 80 tuổi đó. Mà cái chuyện mà bà cụ 80 tuổi mang guốc cái vậy nó đâu có đầu bậy đúng không? Đấy. Mà bản thân đôi guốc nó chỉ là hai cái miếng gỗ gắn cái qua nó đó đầu bậy. Đôi guốc không có gì ghê gớm, bà cụ mang guốc cũng không có gì ghê gớm. Nhưng mà nó xui một chỗ là trước khi mà bà cụ bà bước vô phòng tôi thì có một cô cũng nhỏ nhỏ dễ thương cũng đã có vô trước, mà cô mang gì ai biết, thì vấn đề là cô mang cái gì trời biết, tôi cũng đâu biết. Nhưng mà tao thấy rõ ràng cô vô, cô có ghé phòng tôi rồi lát sau đi nào cũng trời biết. Nhưng mà cái vấn đề là người ta liếc vô tao thấy cái đôi guốc nó phải phiền, chỉ là đôi guốc rồi nó lùm xùm, nó duy, nó thị phi tè le, cuối cùng phát hiện ra là đôi guốc của bà nội 80 tuổi đó, chị thấy không? Đôi guốc thế đó, chưa kể những cái chuyện mà tôi nói đó. Như khi bà xã mình mà tóc ngắn mà bà đi xa vậy, mà thấy trên gối có cái sợi tóc dài phải chết rồi đấy, cái phải chết rồi, mà thấy một vết son trên áo chồng mà lớn chuyện, lớn chuyện lắm, lớn chuyện lắm. Cho nên mọi thứ do duyên mà có, và bản thân nó lại là duyên cho vô số những thứ khác, và đã nói là duyên thì không có duyên nào là duyên nhỏ hết đấy. Và học tứ niệm xứ, tu tập tứ niệm xứ đấy là để thấy ra mấy cái đó, để thấm thía mấy cái đó, không? Để mình sống có kiểm soát và sống có trách nhiệm hơn, chỉ việc thôi. Thì hãy kỳ sau tôi hứng tôi giảng tiếp, còn đủ thì hãy là biến thì như là đủ rồi. À, chúc các vị một ngày vui. Hay quá, chính xác rồi, kỳ này hả, mở mắt ra là biến hay thiệt, chắc nó đắc định rồi, hay là định đắc rồi chứ. Ờ, chúc mừng kính tri ân sư ạ. Dạ đấy.